Khải Như khóc trong đám cưới Liêu Hà Trinh, ước có người nắm tay vào lễ đường. Khải Như xúc động đến bật khóc khi chứng kiến hạnh phúc của người bạn thân thiết Liêu Hà Trinh. Vừa qua, MC Liêu Hà Trinh cùng chú rể Việt Kiều Anh Khoa đã chính thức có lễ cưới linh đình sau 4 năm yêu đương mặn nồng. Đến chung vui cùng cô dâu, chú rể là dàn sao Việt thân thiết với cô dâu, những cái tên đình đám như Khải Như, Ngô Kiến Huy, Dùn Phạm, vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng. Đáng chú ý, tại lễ cưới, vì quá vui mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân, Khả Như bật khóc đầy xúc động. Sau đó, cô nhắn nhủ cô bạn thân Liêu Hà Trinh trên mạng xã hội. Ngày mày cưới, Liêu Hà Trinh, mọi thứ như giấc mơ đối với tao, dù mày đã plan, kế hoạch, phóng viên, nó từ rất lâu. Ơi, mày ao ước có một cái đám cưới với những gương mặt thân quen yêu thương mày. Ấm cúng và chân thật. Tao khóc như tao lấy chồng, tao thấy mày trong chiếc đầm đó, đẹp như công chúa. Tao thấy ba dắt mày lên trao tay mày cho Khoa. Tao thấy mẹ chồng mày thương mày và tao thấy cả khán phòng đều khóc. Tao thấy mày thật gan dạ, sau vài lần vấp váp vẫn tin vào tình yêu, quyết cưới và cam kết hạnh phúc. Tao thật sự ngưỡng mộ. Hôm qua là một ngày tuyệt và tao mong mày còn nhiều ngày tuyệt sau đó nữa. Hạnh phúc nhà bạn của tao. Sau khi chúc mừng cho hạnh phúc của bạn, Khả Như còn cảm thán luôn đầy hài hước về đường tình duyên của mình. Tự dưng tao cũng ước sẽ có người đón Tê ở lễ đường, Tê cũng vận đầm đẹp và cam kết hạnh phúc. Nói tới đây tao tự nổi da cả hà hà. Bên dưới bài viết của Khả Như, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ vào chia sẻ, đồng cảm với Khả Như và mong cô cũng mau chóng có được hạnh phúc của riêng mình. MC Liêu Hà Trinh và chú rể Anh Khoa đã có 4 năm yêu đương trước khi về chung một nhà. Được biết, nửa kia của Liêu Hà Trinh làm việc trong ngành kiểm toán, đồng thời cũng sở hữu nhiều nhà hàng ở Hà Lan. Nữ MC tiết lộ chồng cô là người sống lý trí, luôn ân cần và nhận lỗi trước khi cả hai cãi nhau. Trong thời gian dịch bệnh, cặp đôi đã phải yêu xa và trải qua nhiều thử thách, sóng gió. Đến đầu năm nay, cặp đôi hội ngộ tại Việt Nam và đăng ký kết hôn từ tháng 5 năm 2022. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Liêu Hà Trinh và chồng Việt Kiều tổ chức lễ cưới linh đình tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức về chung một nhà.